Rồi trong bài hôm nay thì mình sẽ đi về cái mục số 10 là pattern. Đấy, pattern này mình có tạo pattern dạng 2D, dạng 3D. Ý nghĩa của pattern này thì sử dụng pattern này để mình tạo ra một đường chạy sao đi theo cái đường pattern. Thứ nhất, cái ý nghĩa thứ hai là mình có thể kết nối sử dụng các đường pattern với nhau để tạo ra các đường giao nó song song với các đường pattern. Khi có từ hai đường pattern trở lên, có thể ý nghĩa cái này thì có thể sử dụng cho khắc chữ, cho cái đường chạy sao flow line. Trong quá trình tạo pattern ý, thì đấy có nhiều kiểu tạo khác nhau. Thì thông thường thì mình hay tạo kết hợp với cái phần body để tạo cái pattern này, tự insert cái body vào. Thứ hai là tạo pattern từ cái model, insert model. Hoặc là tạo các đường pattern theo cái phương pháp là cover modeling, tức là theo cái đường khớp dựa trên cái bề mặt của chi tiết. Ở đây thì khi mà chỉnh sửa cái pattern ấy, mình giống như mình chỉnh sửa cái dạng đường 2D, đấy, đường 3D. Đây là các công cụ về chỉnh sửa này. Ở đây thì mình sẽ làm, cụ thể mình sẽ làm một cái bài tập. Đầu tiên là mình sẽ đi cái đường pattern là automatic pattern generation. Bây giờ mình mở import cái file phông vào. Rồi mình import file phông vào. Rồi, cái một phần đây. Rồi, cho hiện chi tiết lên này. Rồi trong cái bài này thì là mình tạo cho nó một cái gốc ở trên cùng. Top selection đây, góc mình đây, rồi mình lên lên nó lên, rồi tít không này lên, rồi sau đó chọn block, tính toán block đây, clip xem đây, mình tạo con dao VN12. Ví dụ dài 25, dao số 1, cán dao dài 55, ô, overhang là 60 đúng không? Lang là 45, ok, sau đó tính toán về nhấc dao an toàn, và tích vào cái clip. Rồi, tích vào xếp. Rồi cho ẩn thôi đi. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ lựa chọn cái survey này. Đầu tiên mình sẽ tạo cái body theo cái survey này. Tạo theo cái con dao VN12 để ra công tinh cái mặt này chẳng hạn. Rồi mình chọn survey trước. Tích chụp phải chọn Chris. Select survey. Bỏ qua cái tít này đi, zoom size 0.02, ví dụ đây là B1, pick up line, chọn accept. Rồi tiếp theo mình tạo ra một cái pattern mới, grid pattern. Rồi tích chuột phải chọn grid pattern. Đây là pattern số 1 của mình, hiện tại chưa có gì nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển cái thằng body sang cái thằng pattern của mình. Sử dụng cái phần mình sẽ sử dụng cái thằng này. Mình thích bỏ. Tích chuột phải chọn Cover Edit này. Chọn đối tượng này để mình sử dụng chiếu cái thằng body lên. Đây. Chọn đối tượng mà tự động nó chọn này, ok, xong tích vào đây. Đấy. Thì tự động nó nhảy sang cái đường màu cam này, chính là cái đường pattern của mình này. Rồi, accept. Mình bỏ ẩn cái thằng body này đi. Đây cái đường pattern của mình. Rồi, tiếp theo mình sử dụng cái phần là offset cái pattern này ra. Đây. Offset sang là khoảng cách là 50. Offset copy.
Mình tích cho phải vào đây, chọn Cover Edit này. Nó nằm trong phần là Transformation. Ở đây có các công cụ là di chuyển, xoay, lấy đối xứng, offset. Với đây mình offset. Mình tích vào đây. Khoảng 50. Rồi kích Enter. Rồi tích vào offset. Đây là hai cái đường pattern của mình tạo ra. Cái chỉ số được mũi tên mình tích chuột phải vào, mình chọn instrument này, hiện mũi tên này. Hai mũi tên ngược chiều nhau. Rồi. Ở đây khi mà cái đường pattern của mình nó có các điểm như này này. Thì bây giờ mình sẽ tạo dung size cho nó. Thì nó sẽ mất những cái điểm không liên quan này đi. Ở đây ví dụ là mình sẽ copy nó ra một cái pattern mới để mình xử lý đi. Đây là nó sử dụng là list pattern, tương tạo cái pattern mới. Sau đó sử dụng cái phần automatic pattern. Chiếu thứ hai thằng này lên thì thay đó mình copy pattern. Ok. Rồi, edit thằng này lên. Bây giờ mình đây nó có các điểm này này. Đấy, mình nhìn thấy này. Mình sử dụng tích chuột phải vào đây. Mình chọn Edit. Mình chọn cái phần Spline Selection. Spline Selection này. Spy thì đây mình sẽ sử dụng dung size, ví dụ mình để dung size 0.1 đi. Ok. Chưa. Mình làm lại nhé, xóa thằng này ra ngoài này. Rồi copy lại thằng này ra. Rồi edit đi. Lỗi mình là Spylit là mình chia nó ra rồi. Đây. Lỗi mình sử dụng Spylit là cắt nó ra thành từng đoạn một. Mình sử dụng Spy Select nhé. Nhập dung size 1. Mất những cái điểm xung quanh đi. Nhìn nó đỡ dối. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái Pattern Maker. Tức là gì? Ở đây cái pattern maker này nó cho phép mình tạo ra nhiều các đường pattern song song với cái đường pattern đầu tiên của mình. Thì các đường pattern đấy chính là những cái đường chạy ra của mình nhé. Ở đây mình có thể tạo sử dụng một trong hai đường khớp của mình. Rồi mình tích chuột phải vào. Mình chọn Insert Pattern Maker này. Tức là mình sẽ insert thêm các đường pattern song song về cái đường hiện hành này của mình. Ví dụ đây mình chọn là đây nó có các phương pháp chọn là gì? Đây là phương pháp là one way, tức là theo đường vuông góc với cái đường pattern của mình. One way long, tức là theo cái chiều dài đường khớp của mình. Còn thằng này là offset này, nhìn mình. Thằng này two way, thằng này thì là giống đường như đường dạng lò xo của mình. Khi mình tích vào từng đối tượng, nó sẽ cho mình nhập thông số thứ nhất là step over, tức là lớp khoảng cách, lớp ăn ngang, rộng này và bán kính là bao nhiêu. Ví dụ mình sử dụng thằng one way, đầu tiên là step over, ví dụ là step over mình để 1. Left distance và right distance, tức là mình nếu mình sử dụng một cái đường khớp, mình có thể offset cái khoảng cách này sang bên trái hoặc bên phải. Rồi, ở trong đây thì mình sử dụng cái đường khớp là gì? Ví dụ đường ngoài cùng đi, xong mình offset vào bên trong. Ok, mình chọn đường này, offset sang bên phải đúng không? Để 50, ok.
từ từ mình cancel thằng này đã. Mình copy thằng này ra một đối tượng nữa. Tí thằng này đi. Insert Pattern Maker. Step over 1. Mình chọn đối tượng này. Chính là offset con đường pattern của mình này. Đây, tích offset này. Đây mình tạo ra con đường pattern chính là các đường đi giao của mình đấy. Tạo ra con đường pattern này. Rồi bây giờ mình thao tác lại cái này. Ở đây mình có thể xóa cái đường ngoài này đi, mình làm lại này. Cái ở đây mình xóa đi. Ok, tích vào delete. Rồi mình tạo lại. Tích insert pattern maker, chọn đối tượng lên này, không lên này 50 flash. Nhìn xuống này ok. Tích cancel đi. Thì đây mình sử dụng phương pháp là Pattern Maker. Ví dụ đây mình sử dụng cái đường khớp bên trong này. Bây giờ mình lại xóa. Xóa cái đường khớp này đi. Rồi xóa đường này đi. Không cần thiết bỏ đi. Ok. Bây giờ mình sử dụng lại cái Pattern Maker. Rồi đây mình sử dụng đường này. Đây để không này. 50. Cái đường này thì tại sao nó lại không được? Vì hiện tại này cái đường này nó đang là gì? Nó đang là đường cong dạng 3D. Trường hợp mình sử dụng cả hai đường khớp thì nó sẽ tự nó tính toán, mình chọn apply. Đấy thì nó sẽ kết hợp cả hai đường này vào, nó là một cái đường 3D và một đường 2D thì nó sẽ kết hợp, nó không đúng rồi. Và mình cancel thằng này đi. Ok, mình delete cái thằng này đi. Copy lại thằng này. Đi tít lên. Rồi bây mình sử dụng đường bên ngoài. Chọn đối tượng này. Rep là 50. Rồi apply. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng thằng này để mình chiếu xuống cái bề mặt của mình. Chiếu xuống bề mặt gia công của mình nhé. Bây giờ mình xóa thằng này đi. Thằng này không cần thiết đâu. Xóa đi. Mình sẽ sử dụng là cái Pattern Finish. Đây là cái chương trình gia công, nó gọi là Pattern Finish. Sử dụng các đường pattern. Vào toolpath này, chọn finish, mình sử dụng cái pattern finish này. Đấy. Mình nhìn hình này, mình thấy là đây là đường pattern và nó chiếu xuống cái mềm 3D của mình. Ok, ok. Rồi trong cái pattern này thì mình sử dụng cái limit thì mình bỏ qua nhé. Pattern mình sử dụng cái đường pattern 111 mình vừa tạo ấy. Rồi cái position mình để automatic này, order ordering
Ordering là cái đường hướng ra của mình ấy. Rồi, ok. Dung xanh này, 0.02 này. Rồi, sau đó mình tính toán đường chạy ra. Tính toán các thông số khác mình để flow nhé. Theo chế độ mặc định. Tiếp tục clip. Rồi, cho ẩn cái đường này đi. Đây là cái đường chạy ra của mình như này. Nó chiếu xuống bề mặt 3D này. Hiện tại này mình đang để default vào ra và mình default nên là cái nhấc ra này nó đang là nhiều quá. Cái này mình có thể hiệu chỉnh sau. Đấy, bài này nó thể hiện cái ý nghĩa này, mình sử dụng cái pattern và ứng dụng cái phần pattern finish để mình gia công cho bề mặt 3D. Rồi trong cái bài tập này thì là bạn về nhà bạn sẽ tự làm. Tức là mình chỉ cần revert cái hướng đường giao nó ngược lại thôi, không có gì cả. Tiếp theo sang cái mục nữa. Bài này mình sẽ xếp nó vào. Rồi mình xếp project vào nhé. Mình xếp S vào. Xếp S sang cái file học của mình rồi nhé. Thôi. Tắt từ. Ok. Rồi mình close file này đi. Tiếp tục mình sang cái dạng pattern tạo từ cái phần 3D offset machining. Tức đường pattern dạng 3D. Ở đây thì mình sẽ làm, cụ thể mình sẽ làm một bài tập. Rồi mình import cái file spec vào. Xếp S nó sang cái speed pattern X1 đi. Đây thì mình sẽ định nghĩa con dao BN6 tạo một lốc. Tính toán chiều cao an toàn. Rồi. Lúc này mình tạo vào một cái góc tọa độ trước đi. Xóa góc của chiếc đỉnh. Ok. Rồi anh tích góc này lên. Rồi tạo cục lốc. Tạo con dao BN6. Lúc 30 chẳng hạn. Dao số 1. Ok. Rồi trong cái máy này thì mình cái phần surface này. Đấy. Ví dụ để gia công cái phần cong 3D này. Mình sẽ sử dụng cái đường pattern để mình tạo ra cái đường dao nhìn trong nó đẹp hơn. Đầu tiên mình chọn ba cái mặt phẳng như này. Đây. Và một mặt thứ nhất này, mình chọn cái wireframe này cho dễ nhìn. Nhất chọn ba mặt này, quét luôn ba mặt này. Ở đây khi quét nó dính cả các bề mặt khác vào, mình giữ shift, mình bỏ tích được bề mặt đó bỏ nó đi, rồi còn lại ba bên nữa. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần allow body với cái dung size là 0.02 để tạo ra cái body này trước.
tích chuột phải chọn grid story. Ở đây mình sẽ sử dụng cái phương pháp là shallow. Select surface nhé. Select surface. Đó. Select surface. Ok. Đây vẫn sử dụng là con dao BN6. Ok. BN6. Rồi đây là cái đường boundary của mình này. Thế con số 6 nó sẽ ăn theo cái biên này. Rồi trong pattern ấy mình sẽ chèn cái này, thằng này mình tạo cái đường pattern cho nó. Ở đây mình tạo một cái pattern, grid pattern. Rồi. Ở đây mình sẽ copy cái đường này, có thể copy sang này. Rồi paste vào đây. Rồi bỏ edit thằng này đi. Nhìn đây cái đường pattern của mình này. Rồi trong cái pattern này, bây giờ mình trong bài tập này nhá, mình sẽ chia cái pattern này ra thành các vùng. Mình sử dụng cái công cụ là split. Tức là cắt cái pattern này ra. Cắt tại các vị trí các điểm nốt này này. Ok. Ví dụ đây này, nó sẽ cắt đầu tiên, nó sẽ cắt cái điểm đầu tiên này, điểm đầu tiên này, điểm thứ hai này. Tạo ra một đường khớp pattern này. Đây là đường khớp còn lại của mình. Và cái đường con dao ấy, đường đi dao sẽ ăn theo cái đường pattern này của mình. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ edit cái pattern này. Mình bỏ ẩn chi tiết đi. Làm nó dễ. Edit pattern. Rồi bây mình sử dụng cái phần là cắt. Rồi chọn vào đối tượng trước. Sau đó mình chọn vào cái điểm. Ví dụ mình cắt ở điểm này. Tức ở đây. Tương tự chọn đối tượng và cắt tại cái vị trí điểm này đây. Rồi. Cái pattern này sẽ chia ra thành một đường, hai đường, ba đường. Thì trong cái bài này ấy, nó chỉ cắt làm hai đường thôi. Cái đường này nó giữ nguyên, tức là sẽ nối liền. Nhưng hiện tại trong cái bài của mình nó đang là chưa liền nhau. Mình bây giờ mình phải combine nó lại. Join nó lại, mình chỉ người join này. Join lại này. Rồi choose. Chọn đối tượng. Ok. Rồi sau mate nó lại này. Đấy. Đấy, đối tượng riêng rồi. Và cái đường này mình chọn cái instrument. Bây giờ mình sẽ mình kết hợp cả cái phần là body nữa và cái phần pattern này. Trong lần này mình pattern mình bỏ cái thằng này đi, không cần nữa. Rồi thích bạn xem. Ok. Rồi bây giờ mình xem này, instrument. Đây cái đường đi dao này. Ok. Và body mình vẫn giữ nguyên nhé. Nguyên body. Bây giờ mình sử dụng cái Parallel Offset Finish.
cho hiện chi tiết lên từng phát này. À, trong cái này thì đầu tiên là cái mục button thì mình chọn button số 1. Button số 1 này. À, right lead thì mình chọn cái phần số 1 này của mình. Rồi. À, button là cái đường đi dao, con dao sẽ đi theo cái biên này. Cắt từ ngoài vào. Rồi. Đây mình để step over là 1.5. Ok. Rồi, nó tính toán đường cái dao, nó ra đường cái dao này. Đây chính là đường cái dao của mình. Đây là cái đường đi dao của mình nhé. Những cái đường đi dao này nó rất là mượt. Mình định nghĩa là nó căn là cái căn từ cái đường này nó áp xếp dần dần vào cho đến hết cái phần cuối cùng này. Ok. À, mình chỉ cần chỉnh trong cái tiếp theo, mình cần chỉnh trong cái ý định linh thời gian đường chạy ra của mình nó gọn hơn. À, trong cái trường hợp mà mình không sử dụng button thì cái đường chạy dao nó đi như này, à, theo dạng lò xo. Ví dụ đây mình có thể copy ra một cái mấy công khác, mình so sánh hai, copy cái path này rồi mình edit thằng này lên setting. Rồi trong này mình không sử dụng button nữa, rồi mình chọn style, kích clip thì nó tính toán theo cái đường boundary của mình thôi. Okay. Còn cái đầu tiên là mình sử dụng cái đường pattern này làm cái đường chạy ra của mình. À, tiếp tục cái bài tập nữa, mình xếp bài này vào. Cái vẫn sử dụng cái chương trình là Body Offset Finish được điều khiển bởi cái pattern này của mình. Đây mình làm cái vài ví dụ như sau. Mình mở cái project là pattern block start lên và open. Sau đó là xếp S qua cái pattern block nhà X1 này. Ok. Hãy tích cái gốc số 3 này lên. Rồi trong bài này thì mình cũng tính toán block rồi chiều cao an toàn. Và con dao số PN16. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái pattern này bằng cách là insert cái model này vào. Và sau đó là sử dụng cái chương trình là Body Offset thì nó ra cái đường dao đây này. Thì đây là cái bài tập của mình thôi. Rồi. Thì trong cái bài này ấy, là mình sử dụng cái đầu tiên là mình tạo cái pattern này. Rồi. Bằng cái đường là đường ở giữa này của mình. Đường giữa này. Cái đường pattern của mình.
Rồi bây giờ đầu tiên mình phải sử dụng để tạo cái được cái body này đó, bằng cách là chọn các survey này, chọn các survey trên những cái bề mặt mình cần gia công. 1 này, 2, 3, 4, 5. Rồi chọn 5 cái bề mặt survey này, sử dụng BN6 để mình tạo. X chuột phải chọn select survey, dung size 0.01. Ok. Rồi tích apply. Rồi xem. Ok. Tiếp tục là mình copy cái thằng body này sang chuyển qua cái thằng button. Rồi ở đây thì là nó sẽ tạo ra một cái đường pattern ở phần giữa này. Từ giữa. Ok, ví dụ mình tạo một cái pattern ở giữa này đi. Rồi. Rồi ở đây mình tạo một cái piece pattern new, ok. Rồi mình vào khu vài edit. Rồi mình chiếu cái thằng này lên. Tạm thời chiếu thằng pattern này lên, bề mặt này lên, rồi kích OK. Chọn ẩn chi tiết đi, ẩn cái body đi. Vì mục đích bây giờ của mình gì, tạo ra một đường tích là OK đã. Rồi mình đo cái đường này là đo chiều dài đoạn này. Rồi bây mình chọn Edit, Cover. Bây mình phải cắt cái đối tượng này ra đã. Cắt này. Cắt tại vị trí này. Tiếp tục chọn đối tượng. Cắt tại vị trí này. Ok. Sau đó mình offset thằng này vào. Copy vào là mình sẽ để lại cái đường ở giữa này. Xóa đường này. Okay. Rồi tích accept. Rồi mình xem cái instrument của nó. Okay. Rồi. Bây mình sử dụng body offset. Mình tạo ra cái đường chạy ra như này. Vào toolpath này. Button mình chọn button số 1. Line width ok. View step up mình để là 1. Click grid. Ở đây mình tạo ra đường pattern này này. Đây cái đường dao của mình đây. Đây. Flow đi. Mình xem con dao chạy. Rồi. Rồi xếp cái meta này vào. Cái phần tiếp theo, cái phần deep pattern. Cái này thì là mình ứng dụng cho phần gia công khắc chữ thì nhiều hơn.
Đây. À, cái phần deep pattern này thì là bản chất của nó là để sử dụng gia công chữ thôi. À, khác chữ thì mình có thể insert cái chữ đấy từ cái file định dạng như là của DF vào. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bài tập này, mình là deep pattern start này, mở project này lên. Rồi trong cái phần này thì là mình sẽ sử dụng được khắc chữ cái phần chữ này này. Đấy. Ở đây mình sẽ sử dụng cái project. À, mình sẽ chiếu lên cái surface và độ sâu xuống là -3. Đầu tiên mình tính toán block và tạo con BL5. Rồi tính toán chiều cao an toàn. Rồi. Ok, tính toán block trước này. BN5. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái tính năng là gì? Edit Drop. Ở đây nó sẽ tạo cho đã làm sẵn cho mình một cái pattern đây rồi. Cho ẩn đi đây chính là pattern của mình. À, mình sẽ chiếu cái thằng pattern này xuống cái bề mặt survey của mình và sử dụng là edit drop. Ok. Tích chuột phải chọn vào drop này. À, thì tự động nó cái phần chữ này nó sẽ chiếu luôn xuống cái bề mặt cong 3D của mình. Sau đó mình sử dụng cái pattern finish. Rồi, à đây mình chọn cái pattern số 1. Dấu sai. À, ở đây có một cái lưu ý khi mình sử dụng ấy. Đây. À, cái phần thickness Thickness này mình để là -3. Ok. À, Thickness này, -3. Okay. Mình đang sử dụng cái chế độ drop này. Bây giờ mình preview nó lên. Preview lên cho ẩn chi tiết đi. Chính là cái đường ra này rồi. Rồi. Sau đó mình tính toán à, đây mình sử dụng cái phần là con dao bên là 5 nhiêu kia rồi. À, tính toán đường chạy dao thử xem. Đây nó sẽ báo này. Nó báo là con dao này thì không sử dụng được với cái độ dày thích nít như này. Đã. Ok, mình tích ok đi. Rồi. À, trong cái mục pattern này thì mình để ý này. Đấy, trong mục cloud line bit. Ở đây mình đang để là chế độ automatic như thông thường. Thì mình chỉnh lại một chút trong phần này mình chỉ sử dụng là driver cover. À, nhập thông số đây này axial offset tức là nó dọc theo cái trục Z của mình đối với gia công một trục và cái thickness này mình để không nhé chứ không phải để -3 ở đây. Rồi bây giờ mình sử dụng cái gì driver cover chạy theo cái đường R này của mình cái chữ này của mình rồi mình nhập -3. Ok.
và mình sẽ bỏ tích cái phần round check này đi. Round check là nó sẽ tính toán cái góc nhỏ như này. Nếu mình tích round check thì nó sẽ không đi, không tính toán được cái góc nhỏ này đâu. Rồi bỏ phần round check này đi. Đấy là đối với gia công khắc chữ. Cái mục là multi cut, ở đây mình phải cắt thành nhiều lớp. Multi cut cái offset nào này. Ví dụ là mình để là -1 mắc và cũng là 1 mắc là -1 1. Ok, rồi sau đó là mình sẽ tính toán đường chạy dao. Nó ra đường chạy dao này cho hẳn chi tiết thì nhìn nó dễ. Ở đây thì cái đường dao của mình cắt làm 3 lớp. Rồi, close đi. Ok. Đây, đây là cái toolpath của mình. Ở đây nó báo cái màu vàng này cũng như là gì? Đây nó báo màu vàng này này. Thì mình phải cần verify lại cái check round này. Nếu mình verify là toolpath này. Ok. Tích up. Set. Đấy, bây giờ nó báo màu đỏ này. Ok, xếp màu sách vào. Chạy vô phòng. Rồi, mình vào verify một lần nữa đây. Check về collection. No collection. Rồi bây giờ mình vào setting. Mình để cái chữ vào thế này. Rồi tích cực lên đây. Khi mà để chế độ gao trong cái phần pattern finish này, trước đây nó sẽ toán là bị lỗi đây. Nhưng mà thích gì? Thích toán. Ok. Rồi. Rồi đấy là cái phần thứ 10 thì mình đi xong cái phần thứ 10, phần pattern. Một số những cái lưu ý về pattern. Pattern này sử dụng thì rất là hay. Mục đích là tạo ra những cái đường dao theo cái đường khớp của mình. Làm sao cái đường dao nó hợp lý và đẹp. Rồi, xếp lại vào này.